Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm bên mình, các bạn thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn người xem vừa là chọn đầu tiên. Và gì nhở, nhân dịp mùng 2 tháng 9 thì cũng là hôm nay 30 rồi, thì vì cũng sắp mùng 2 tháng 9 rồi. Thì bên mình lại có làm một event giảm giá tất cả sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ bên mình. Thì là mỗi sản phẩm thì mình sẽ giảm giá cho bạn với giá là 100k các bạn nhé. Nhân dịp mùng 2 tháng 9 năm nay thì là thứ nhất là vừa Covid, thì là nói chung là kinh tế thì cũng khó khăn hơn mỗi năm. Với thứ hai là nhân dịp mùng 2 tháng 9 mình sẽ event giảm giá 100k trên một sản phẩm các bạn nhé. Đấy, giảm giá 100k trên một sản phẩm. Thì các bạn nào ưng sản phẩm bên mình, các bạn trực tiếp cho mình liên hệ trực tiếp cho mình để đặt hàng nhé. Thì sản phẩm thì mình sẽ báo đúng giá và tình trạng máy và đúng giá. Xong thì mỗi một con mình sẽ giảm 100k cho bạn nhé. Đấy, trừ luôn vào sản phẩm cho bạn. Còn tiền ship thì các bạn phải chịu 50k tiền ship các bạn nhé. Đấy. Hôm nay thì nhà mình về được mấy con. Đây, hôm nay thì nhà mình về được, mình sẽ bỏ tặng mấy sản phẩm này ra đây các bạn nhé. Để mình giới thiệu sản phẩm cũ giá rẻ cho bạn. Thì hôm nay nhà mình về được là mấy con Samsung S7e này. Đây, S7e thì tối nay nhà mình về được 2 cây các bạn nhé. Đấy, 2 cây sản phẩm Samsung S7e đấy ạ. Đây, 2 cây Samsung S7e. Đấy, S7e này. S7e thì các bạn cũng đã rõ rồi các bạn nhé. Đấy, S7e. Thì hôm nay nhà mình vừa mới về được 2 cây xong. Hai con này thì là máy đẹp là trên 90% các bạn nhé. Hai con S7e này thì máy đẹp là trên 90% ạ. Đấy, một con này thì là bản S này. Một con này là bản Hàn, một SIM. Và con này là bản công ty, 2 SIM, 2 sóng các bạn nhé. Đây, 2 SIM, 2 sóng. Và hai con này thì là gì nhỉ, màn đẹp nhé. Màn đẹp là không ám ố các bạn nhé. Hai con này là màn đẹp không ám ố này. Đấy, đây, hai con này thì màn đẹp sáng choang, màn đẹp không ám ố. S7e, một con là bản công ty và một con là bản Hàn, một SIM các bạn nhé. Đây ạ. Bạn nào thích một SIM hay 2 SIM cũng được. Bản Hàn thì có thể lên được 2 SIM. Về các bạn thích 2 SIM, bạn có thể lên 2 SIM được các bạn nhé. S7e màu gold, hai con này thì rất là đẹp ạ. Đấy. S7e thì các bạn cũng đã rõ rồi. Cấu hình của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB các bạn nhé. Đấy. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. S7e, con này là hàng công bản công ty, 2 SIM, 2 sóng. Con S7e này thì là màn hình của nó thì là 5,7 inch nhé. Độ phân giải màn hình của nó 2K. RAM 4GB, cái con RAM 4GB của ngày xưa ấy, thì nó là một thời là siêu phẩm mà, hơn 20 triệu. Đâm là cái main với cái màn hình nó rất là đẹp nhé. Main thì cũng rất là khỏe, mà cái màn hình của nó cũng rất là đẹp nhé. Đây, S7e màu gold này. Con bản công ty này mình sẽ bán cho bạn với giá là 3 triệu đồng. Ví dụ các bạn mua vào ngày hôm nay mình sẽ event, trong clip ngày hôm nay mình sẽ event giảm giá, thì các bạn được giảm giá 100k, còn 2.900k nhá. Đấy ạ. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung S7e hàng công ty, 2 SIM này, các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhá. Một là qua Zalo, số này mình dùng Zalo, và hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình. Đây, địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn phải trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình. Các bạn ở xa thì các bạn có thể là hình thức là tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn chọn thức là chuyển khoản trước. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình rồi ấy, các bạn chọn thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán, các bạn phải cọc phí ship cho mình 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm của bạn nhé. Đây là S7e thì bên mình đang bán cho bạn với giá con này. Con này là bản Hàn một SIM. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.900k các bạn nhé. Bản Hàn một SIM. Bên mình đang bán bạn với giá là 2.900k. Đấy, 2.900k S7e. Màn hình nó cong tràn viền ra rất là đẹp đấy ạ. Rất là đẹp. Đấy, con này bản Hàn, màn đẹp nhá. Máy đẹp keng luôn, đẹp như là mới luôn này. Đấy, hai con S7e đấy nhá. Đấy. Và tiếp đến là con này là con mình sẽ xem là con này là con A6 Plus này. À sorry các bạn, con này A8 Plus nhá. Đây, A8 cộng. Mà con này là A8 Plus 2018. Con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Cấu hình con này mình sẽ xem cấu hình con này là bao nhiêu GB các bạn nhé. Hình như con này là bản RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB hay sao ạ. Đúng không? RAM con này là RAM, mình sẽ xem là RAM mấy GB các bạn nhé. Đấy, con này là RAM 6GB này. Bộ nhớ trong con này là 64GB các bạn nhé. Con A8 2 Plus này nhé. Con này thì là máy đẹp còn 90% các bạn nhé. Mặt trước thì đã dán cường lực cho các bạn rồi nhé.
Con này thì mặt trước cũng đã dán cương lực rồi này. Đấy, mặt trước thì đã dán cương lực cho các bạn rồi nhé. Hình thức là máy đẹp còn 90%. Con A8 Plus này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.400.000 các bạn nhé. Các bạn mua trong clip hôm nay thì mình EVN cho các bạn thì sẽ là còn 3.300.000 nhé. À, chỉ với 3.300.000 các bạn sở hữu là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB các bạn nhé. Đấy. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.400.000. Thì các bạn nào mua vào ngày mai thì mình sẽ EVN giảm giá cho bạn với giá là 100.000 một sản phẩm nhé bạn nhé. A8 Plus 3.400.000 các bạn nhé. RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? Bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? Mình quên mất rồi, là con gì nhỉ? À, 64GB nhé. Và đây là Oppo, mình sẽ chuyển sang Oppo Samsung đi. Mấy con Oppo đi. Oppo thì mình có 3 con. À, thôi mình để Samsung cho hết đi. Samsung thì nhà mình có hôm nay về này. Hôm nay thì buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được hai con này, là con hai con Samsung, con này là Samsung A20s nhé. A20s thì các bạn đã biết rồi, pin của nó thì là hơn 4000, màn hình của nó thì là hơn gì nhỉ, màn hình của nó là 6,5 inch nhé. Đấy. Màn hình của con A20s này thì màn hình của nó là 6,5 inch các bạn nhé. Này, A20s. Còn hai con này là bản công ty, hai sim hai sóng. Con này là bản công ty, hai sim hai sóng, cấu hình của nó là RAM 3GB các bạn nhé. Con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB ạ. A20s này. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB các bạn nhé. Đấy. Con này hình thức là máy đẹp còn 90% này các bạn nhé. Con này thì A20s này thì là màn hình của nó là 6,5 inch. Đấy, tràn viền, tai trâu tai bò, pin thì là hơn 4000. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.500.000 các bạn nhé. Con A20s đấy, 2.500.000 này, con A20s đấy. Máy màu xanh rất là đẹp nhé. Và con này thì là màu đen. Màu đen thì con này thì mặt lưng thì nó còn có dính ở các cái bụi của ốp này. Đó, dính vào bụi các cái ốp nhá. Hình thức con này thì còn độ 85 đến 90% các bạn nhé. Mặt lưng thì dính bụi ốp thôi. Con này thì bên mình đang bán mọi giá là 2.400.000 nhá. 2.400.000 đấy ạ. Đấy. Con này thì là rẻ hơn một chút, 2.400.000 nhá. A20s đấy, con này màu đen và con này màu xanh nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A20s thì các bạn nhận hàng lần sớm nhất nhé. Tiếp đến là Samsung Z7 Prime đi. Z7 Prime và Z7 Pro này thì mình sẽ có dòng Z này. A thì mình sẽ giới thiệu nó con A này đi. Đây, con này là con A10 này. Con này A10 nhá. Con này là RAM 2GB này. Con A10 này, con này là RAM 2GB. Bộ nhớ trong con này là 32GB các bạn nhé, con A10 này. Đấy, mình sẽ vào không. Con A10 này. Đấy. Màn hình là 6 inch, hơn 6 inch. Tràn viền tai trâu tai bò. Đấy. Con A10 này thì là máy hình thức còn 90% nhé, con A10 này. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1.700.000 thôi các bạn nhé. Samsung A10 đấy ạ. A10 thì bên mình đang bán bạn với giá là 1.700.000 đấy ạ. Đây, hình thức cũng còn khá là ok, 90% đấy ạ. Đây con A10 này. À đây con M10, sorry các bạn nhé, con này là M10 nhé. Này, con này là con M10. Mình xem bộ nhớ nó bao nhiêu. Nó A10 với M10 nó giống cực kỳ nhau, mình cũng hay nhầm. Sorry các bạn nhá. Đây mình xem bộ nhớ các bạn này. À con này 16GB ạ. Sorry các bạn nhá, con này thì mình nhầm là 16GB. Con này là M10 nhá. Đây là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 16GB nhá. Đấy, con này thì bên mình cũng rất là đẹp nhá. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1.600.000. Đây, 1.600.000 nhá. Sorry các bạn, vừa xong mình tưởng là con A10 nhá, hóa ra con này là M10. Bên mình đang bán bạn với giá là 1.600.000, màn hình của nó là hơn 6 inch. Pin thì là 4000 nhá. M10 đấy ạ. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung M10 thì các bạn nhận hàng sớm nhất nhá. Đây. M10 đấy ạ. 1.600.000 cho các bạn nhá.
Đấy, mình sẽ giới thiệu hết Samsung cho bạn đi. Samsung thì đây, nó đây. Đây. Và tiếp đến là con Lốt 5. Lốt 5 thì hôm nay mình vừa mới về được hai cây nhá. Đấy, một cây màu gold này. Cây màu gold này thì nó là gì nhỉ? Lốt 5 này. Lốt 5 thì các bạn cũng đã biết rồi. Của nó thì ngày xưa của nó lúc vào thời điểm mới ra nó cũng là siêu phẩm nhá. Lốt 5 nhà mình nay thì về được hai con màu gold, một con màu gold này và một con màu gì nhỉ? Màu đen này các bạn nhé. Một con màu đen là màu xám này nhá, một con màu xám đấy ạ. Một con màu gold và một con màu xám này. Con Lốt 5 này. Con Lốt 5. Con Lốt 5 này thì các bạn cũng đã rõ rồi. Thì Lốt 5 này thì bản nhà mình là bản một sim nhá. Lốt 5 nhà mình thì toàn là bản một sim hết nhá. Tất cả là bản Hàn một sim một sóng. Đấy, Lốt 5 thì bản đều là bản một sim một sóng. Mình sẽ bóc con này sạch tem này lúc nhiều quá. Con này thì mình chưa vệ sinh, mình sẽ vệ sinh qua rất là đẹp. Nhiều lúc các cái tem tiếc thì mình chưa vệ sinh, mình vệ sinh qua thì cực kỳ là đẹp ạ. Lốt 5 thì buổi tối ngày nay mình về được hai cây. Hai cây này thì là màn đẹp không ngả màu nhá. Hai cây này là màn đẹp để không ngả màu này. Đấy. Hai cây này là màn đẹp không ngả màu. Con này là bản gì nhỉ? RAM 4GB. Bộ nhớ trong là 32GB con màu gold này. Con này thì bên mình đang xả cho các bạn với giá là 2 triệu 200k các bạn nhá. 2 triệu 200k sản phẩm Samsung Lốt 5 đây ạ. Đấy, hôm nay mình sẽ xả cho bạn với giá là 2 triệu 500k. Các bạn mua vào trong thời kỳ event thì mình sẽ giảm giá cho các bạn với giá là 100k còn 2 triệu mốt nhá. Đấy. Đây, con Lốt 5 này màu gold, hình thức cũng còn 90%. Con này chỉ hơi cấn tí đây thôi. Đấy, bên mình đang bán bạn với giá là 2 triệu 200k. Màn đẹp không ngả màu, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con Lốt 5 này ví dụ nhà các bạn mà có các bạn mà đang đi học vậy, các bạn mua Lốt 5 này. Các bạn về vẽ viết các kiểu rất là tuyệt vời. Lốt 5 thì nó hỗ trợ cái bút sen rất là tuyệt vời. Đây các bạn viết đây. Viết lịch ghi chú này rất là hay nhé, các bạn bấm nút này. Đấy, Lốt 5 rất là hay, có bút này, hỗ trợ vân tay này, có hai nút back dùng rất là sướng. Đây nút đa nhiệm này. Và nút trở về của nó là vân tay nhé, home vân tay các kiểu rất là ok nhé. Con Lốt 5 này thì bên mình đang bán bạn với giá là 2 triệu 200k. Một thời là siêu phẩm coi như là hơn 20 triệu. Bây giờ với giá cực kỳ là gì? 2 triệu 200k, màn đẹp không ngả màu cho bạn nhé. Đấy, và con này thì là gì nhỉ? Mà con này thì là bản gì nhỉ? Con này mình sẽ, con này là bản 64GB nhá. Con này là RAM 4GB ạ. Con Lốt 5 này là RAM 4GB, cũng là một sim một sóng. Con này là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB nhá. RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 2 triệu 300k nhá. 2 triệu 300k. Màn đẹp, màn hình đẹp là không ám ố. Bên mình đang bán bạn với giá là 2 triệu 300k. Phiên bản là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB nhá. Con Lốt 5 này rất là ok. Đây, và đây là con Samsung này, là con Samsung Z5 2015. Z5 2015 thì hôm nay mình vừa mới về được con này xong. Z5 2015. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1 triệu đồng như các bạn nhé. Con này thì vỏ thì cũng có cũ theo thời gian đấy ạ. Samsung Z5 2015 thì con này dùng nó thật với các bạn cũng rất là sướng. Nhiều người ví dụ nhà các bạn mà có ông bà bố mẹ mà tuổi cao ấy thì các bạn mua Samsung Z5 2015 này nó cũng trâu bò lắm. Đây, bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1 triệu đồng. Các bạn mua vào buổi mai event thì còn là 900k các bạn nhé. Z5 2015 này rất là rẻ cho bạn nhé. Và đây là con Samsung gì nhỉ? Samsung Z7 Prime. Thì hai con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1 triệu 550k các bạn nhé. Z7 Prime 1 triệu 550k nhé. Hai con này thì là đều là bản công ty, hai sim hai sóng nhé. Đây, hình thức thì vỏ cũng có phải phẩy theo thời gian nhé. Vỏ thì cũng có phải phẩy theo thời gian đấy. Z7 Prime đấy ạ. Z7 Prime. Hai con này đều là bản công ty, hai sim hai sóng nhé. Đấy. Đó. Bên mình đang bán bạn giá là 1 triệu 550k các bạn nhé. 1 triệu 550k trên một sản phẩm nhé. Đấy. Của nó là bản công ty, hai sim hai sóng. Cấu hình nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Các bạn mua những con này về tặng ông bà bố mẹ người thân thì quá tuyệt vời luôn.
Nói chung là những sản phẩm này các bạn chủ đập máy mới hỏng thôi, bình thường lỗi vặt ít nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Prime này các bạn nhớ hàng mình là sớm nhất nhá. Bên mình đang bán bạn giá là 1.550.000 các bạn nhé. Đấy, các bạn mua vào ngày mai mình sẽ giảm 100k trên một sản phẩm nhé, rất là rẻ. Đây là Z7 Pro, Z7 Pro hôm nay mình vừa về là con màu xanh này. Pin của nó thì là các bạn đã rõ rồi, pin của nó là 3600. Đây, con này là bản công ty, 2 sim 2 sóng. Bên mình đang bán bạn giá là 2 triệu đồng nhá, con Z7 Pro đấy ạ. Z7 Pro này các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân thì tuyệt vời. Các bạn nào mua vào ngày mai thì mình sẽ giảm giá cho các bạn với giá là 100k còn 1.900.000 nhá. Đó, EVN giảm giá kịch sàn cho bạn nhá. Z7 Pro này. RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, 2 SIM 2 sóng. Pin là 3K6 nhá. Còn tại vì cũng nhiều máy quá thì các bạn có thể lên Google search về chip về cấu hình giúp mình nhá, thêm giúp mình nhá. Đây, con này là hai con này là con Soli XZ. Đây. Soli XZ thì bên mình đang bán bạn với giá là 1.600.000. Soli XZ này thì nhà mình còn một con màu đen và một con màu trắng. Soli XZ ấy thì của nó cũng là gì nhỉ? RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Bọn này thì có tính năng chống nước, các bạn đi mưa đi gió thì tuyệt vời. Nói chung là không ưu tiên các bạn là thả vào nước nhá, thả vào nước thì con nào cũng chết thôi. Con này thì bên mình đang bán cho bạn giá là 1.600.000 nhá, Soli XZ. Hình thức là máy đẹp là trên 90% đấy ạ. Các bạn nào mua vào ngày mai mình sẽ giảm giá cho bạn với giá là 100k là 1.500.000 nhá. Soli XZ đấy ạ. Các bạn nào đam mê Sony các bạn nhìn thấy mình sớm nhất nhá. 1.600.000 Soli XZ đấy ạ. Rất là rẻ. Và con này là con Oppo này. Con này là con Oppo gì nhỉ? Con này là Oppo A51 này. A51 là 800k các bạn nhá. Con Oppo A51 này là 800k đấy ạ. Mặt sau thì là có lớp lành kim cương đấy ạ. Còn A51 hình thức cũng khá là ok. Máy cũng có hình thức còn độ 80% này, còn A51 này. Đấy, A51 thì các bạn cũng đã rõ rồi, con này thì là A51 này. Còn nó là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Bên mình đang bán cho bạn với giá là gì nhỉ? 800k nhá, con A51 này ạ. Con này thì là dưới 1 triệu mình sẽ giảm giá cho bạn với giá là 50k nhé. Con này thì dưới 1 triệu mình sẽ EVN giảm giá cho bạn với giá là 50k nhé. Con A51 đấy ạ. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 800k. Những sản phẩm ở dưới 1 triệu mình sẽ giảm giá cho bạn với giá là 50k các bạn nhé. Đây, còn gì đây? À đây, thôi. Mấy con Oppo thì mình sẽ để ngày mai đi. Không, Oppo mình sẽ bán luôn vào tối nay đi. Đây. Hôm nay nhà mình về tiếp tục được một con này là con gì nhỉ? Con này là con Oppo A5s này và con này là Oppo A1k này. Hôm nay nhà mình vừa mới về được hai con nhé. Con A1k này thì là con A5s này, thì hai con này thì cũng là màn hình là hơn 6 inch. Tràn viền, tai trâu, tai bò. Con A5s này thì của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Còn con A1k này thì là RAM gì nhỉ? RAM của nó là RAM gì nhỉ? 2GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Con A1K này thì hình thức là máy đẹp là trên 90%. Bên mình đang bán bạn giá là 1.800.000. Các bạn nào mua vào ngày mai thì mình sẽ event giảm giá cho bạn với giá là 1.700.000 các bạn nhé. Con A1K đấy ạ. Máy đẹp keng luôn các bạn nhé. Máy đẹp keng đấy ạ. Con A1K đấy nhá. 1.800.000 các bạn nhé. Event mình sẽ giảm giá bạn 100 là 1.700.000 nhé. Và con này là con Oppo A5s. Hình thức cũng khá là ok. Đấy, con A5s này thì đẹp là 90% trên 90%. Con Oppo A5s này thì nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Đấy, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 2 triệu 1 nhé. Các bạn nào mua vào ngày mai mình sẽ giảm giá cho bạn với giá là 2 triệu nhé. Con Oppo A5s đấy ạ. Những sản phẩm này các bạn khỏi chê luôn. Đập máy mới hỏng, bình thường lỗi vặt rất ít nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A5s này các bạn hãy hàng được sớm nhất nhé. A5s đấy ạ, rất ok. Xem mình còn con nào không, mình cho bạn. Và hôm nay đây thì mình còn con cuối cùng đấy.
Thôi con này thì mình để lý bạn mà thôi, để mai nữa. Thôi còn mấy con nữa thì mai mình sẽ thanh lý cho nốt các bạn, mình sẽ giảm giá cho các bạn đến hết mùng 2 tháng 9 nhá. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm bị hỏng cũ giá rẻ. Thì tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp, các bạn ưng sản phẩm nào các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua số điện thoại như mình nhá. Và tất cả sản phẩm bên mình thì lỗi được một tuần và bảo hành là 6 tháng cho bạn, nên các bạn yên tâm nhá. Đấy. Các bạn thích con nào thì các bạn liên hệ trực tiếp qua số mình, gần qua trực tiếp cửa hàng mình. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn đang xem video mình buổi tối ngủ ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại các bạn clip vào tối ngày mai nhá.